Chào anh, cái xe dọn hay xe sửa chữa gì cũng vậy nha, thì đầu tiên vô trước một cái phần lốc nè. Cái này em kêu lốc, ở ngoài đó anh kêu là vách đúng không? Vách con, vách bẩn đúng không? Rồi thì bây giờ cái này là vẫn để cũ như vậy, để làm chi? Để lúc á mà em chạy rô đai rồi xong em gắn hai cái nắp lốc mới vô nó không chạy của anh. Cái này là kỹ, mỗi chỗ làm mỗi khác, thì cái lốc liêm thái rất là dễ chạy, em làm gì là không chạy. Anh đừng hỏi ủa sao không sơn này cho anh nha. Là một, giờ em đọc nè, những cái em làm, những cái gì cần lưu ý trong clip này anh con phải trả lời cho em. Sau này anh em mình rõ ràng luôn, không mít lòng, không xích mít với nhau. Tới nè, bao tay rim thái là đã thay cho anh rồi nè. Tay thắng, ốc tay thắng là em thay nè, em thay tay thắng nè, ốc tay thắng nè. Rồi hiện tại á là em mới làm cặp phục trước cho anh thôi. Phục này là em mới làm ha, quay màu sắc của nhũ bạc mày ơi luôn đó. Cái chẵn ba là cái này, ở đây em kêu cái này là chẵn ba. Thì chẵn ba này em chưa làm chén cổ, em chưa làm gì hết, em để em chạy thử, nếu có trục chặt gì đó em sẽ báo anh, được không được thì em báo anh biết thì phải làm đó. Còn hiện tại là vẫn như cũ, như anh nói muốn tiết kiệm cho anh á, muốn rẻ đồ á, là em sẽ làm cặp phục trước thôi, với lại bi, bi là bi trong đây nè, bi meo á. Rồi em đóng tăng bu đầm trước đầm sau, cốt má đầm trước sau cho anh. Cốt má đầm là cái này, má đầm, đầm em đóng tăng bu, đóng đồ lại đó. Hậu rồi em qua đây giùm anh, em bay chậm thiệt chậm những chi tiết. Để cho anh trai anh chủ xe anh thấy dàn chân, dàn chân ở sau màu bạc đồ anh quan trọng nhất. Rồi chạm xong rồi đúng không, em đọc tiếp nè. Dây thắng là em thay nè, bốn sợi dây nè, thì em chỉ thay là dây thắng và dây ga thôi nha. Dây thắng em thay, dây km là dây cũ nè, đó thấy sừng đất cũ không, là em không thay. Dây thắng này là em thay mới, và em thay sợi dây ga. Dây le em không thay nha, em thay sợi dây ga nè. Dây le là dây bên này là em không thay, cho nên còn cũ còn rạn nứt nè. Một cái lọc gió là nằm trong đây. Cái bộ chế này của anh á, là em canh lại bộ chế này của anh, em không thay bộ chế hơn, canh lại chế. Rồi lọc xăng, lọc xăng là cái bên này, dây xăng và lọc xăng là em thay hơn. Cái này kêu là lọc xăng nè, thì em thay lọc xăng nè, dây xăng là em thay. Dây hơi máy thì nó nằm tuốt trong đây lận, cho nên là không thấy được. Dây hơi máy nằm trong đây. Chụp bu ri, đây thấy nó mới chen là biết là mới thay rồi. Chụp bu ri là em thay mới. Sạc là một trong những chi tiết quan trọng của xe anh đang bị mất sạc nè, là em thay nè. Cao su chống đứng, cao su đầm là bên đây, qua đây. Cao su đầm là nằm trong đây ha, trong đây là cao su đầm. Cậu này là cao su gấp, đó cao su gấp mới thay là thấy nó mới kiện xà beng nè. Rồi 4 tháng trước, 4 tháng sau và 5 đạn bánh. Nhông sinh dĩ cũng mới thay luôn. Nhông sinh dĩ em thay là nhông trước mặt trời, dĩ tải sau mặt trời. Sợi sơn này là sợi sơn DD. Rồi cốt má đầm trước sau là em thay cho anh luôn rồi. Rút căm, đó là nan này em giữ lại nè. Nan này em giữ lại, em rút lại, em rút căm lại cho anh. Và em sẽ bổ sung những ốc mặt tiền, bây giờ em ráp lại ốc thái cho anh rồi nè. Đó, ốc số 10 có chỉ nè, ở trước và ở sau. Rồi những ốc nào mà không đúng của rim thái là em dây lại cho anh. Thì nói về phần ốc á, thì hiện tại đây là ốc phần máy của anh nè. Có ốc sở này là không đúng của thái nè. Đây là của hàng lô gì luôn, hay là súp bê gì không phải luôn nè. Là đang gắn nè, ốc coi xăng là không phải nè. Anh muốn thay thì em thay ốc đó cho anh lại, ốc rim thái luôn nè. Là phần này phải lưu ý, phần này phải lưu ý. Còn hai con ốc này có muốn thay và lại hay không phải báo, bắt buộc phải báo nha. Con ốc cánh bướm này có muốn thay lại không bắt buộc phải báo đó. Rồi là em nói rất là rõ ràng nha, cao su nguyên xe đồ á là ở trên xe liêm thái mình á, nó sẽ có dàn cao su, ví dụ như là cao su sườn đó, những cao su này đồ ở đây nè. Rồi quay chậm luôn, cái yên này của anh này không đụng tới nha.
cái yên này của anh á là nó đen vậy là anh quyết định không ấy, là em không đụng tới, em không xử lý sơn đồ gì lại cho anh hết. Và màu sắc sơn trên xe này của anh cũng không có đụng tới luôn. Quay cái xe lại của hậu, xi ốc và xi bóng là xi cần thắng nè, xi cần số nè, xi toàn bộ ốc nguyên xe hết. Nếu mà nói về xi á là trên xe này em sẽ xi hết toàn bộ đó, chỉ là không xi không sơn thôi. Giống như cái đồ màu nho này các bạn đang thấy là em không sơn đó, những cái đồ màu nho này em không sơn. Những cái này là em chủ xe nguyên cái đồng hồ rất nát luôn, chủ xe không xử lý bình thường, xe của người ta tiền người ta trả không sao hết. Là máy cần thắng là thay mới rồi nè, không thay cần số nha. Cần thắng này bắt buộc phải thay cần thắng mới thì nó mới chắc, nó không lắc nè các bạn, nó có độ nhịp cho phép của nó thôi đó, chứ không phải như các bạn cầm mà nó uốn éo luôn là thay lại cần thắng rồi đó. Làm đồng cố chống đứng là làm đồng ở lỗ này, làm đồng cố chống đứng, làm đồng chống đứng và cần số. Và đã thay một cái qua lăng điện là này là cuộn điện á, là em đã thay toàn bộ trong đây rồi cho anh, quan bộ đẹp rồi. Vậy là xong những gì làm cho xe anh hiện tại á, là chưa có phát sinh gì. Anh chưa trả lời em là ốc có xăng đồ á, ốc mà phần máy của anh á, có thay không thôi. Em cảm ơn anh. Ví dụ như trong tiệm em làm nó là vậy nè, khi mà em ráp xong á, em chạy vô đây thì em chạy vô đây mà ví dụ như em thấy có trục trặc vấn đề gì á thì em mở ra em kiểm tra canh chỉnh. Cho nên tại sao mà hai cái nắp lóc nè, em ráp hai nắp lóc cũ cho anh á là vậy, để mở ra đồ vậy nè, canh chỉnh á nó không có chày lóc đồ của mình, nó không có sướng, nó không có xấu. Đó là quá trình làm tại tiệm em đó, nó là vậy á. Rồi cảm ơn anh nha, giờ cái nồi này em đi không vừa ý, mở ra em canh tiếp. Rồi khán giả thấy cũng coi rút nghiệm luôn, chứ phải ráp vô hết lấy đâu, lấy đồ nghề á. Em chào anh trai, thì em là người trực tiếp tiến hành là chạy đua đai xe anh ở những công đoạn cuối cùng. Ở đây là hoàn thiện xong 100% là sẽ giao về cho anh hả? Thì máy là mong cực kỳ ha anh, chạy đua đai bữa giờ là khoảng 100 mấy chục cây. Rồi thắng thiết nè, thắng nè, thắng tay nè, thắng chân nè, an toàn là cổ phục là chắc chắn nè, chỉ có phục sau này hơi mệt thôi. Đó kêu dũng sao á thì cũng tùy cảm nhận mỗi người. Và cái dàn đèn này của anh nè, cái đèn này của anh đang đi đèn led thôi, thì khi mà nổ gan ti nó chập chờ cái đó anh cũng biết đúng không, nổ gan ti là nó chớp á đó. Còn mọi thứ là còn lại ok hết, thì mai là em sẽ quay bàn giao cho anh. Chào bạn, đây là buổi sáng như mình làm. Các bạn biết mình đi buổi sáng chưa? Đang coi được sáng sớm bấm đề nổ không các bạn? Anh em nào có bị trường hợp là sáng sớm là bấm đề khó nổ không? Để các bạn bấm một lần nó không nổ, các bạn phải bấm 3-4 lần. Còn các bạn kéo e phụ, kéo cần e nha, kéo cần e phụ thì cái xe các bạn bắt đầu nó mới nổ máy được không? Đó, thì mình đi buổi sáng là để mình test vấn đề đó nữa nha. Cho nên là chạy sáng khác, mình chạy buổi tối khác, nó là vậy đó. Chào bạn, khúc này mới quan trọng rồi ha. Sẽ sớm bấm đề coi thử nó nổ không nha. Nổ xong mà phải leo lên chạy một cái là coi thử chạy được liền hay không. Đó. Rồi. Ổn lành ha, không có hộp không có gì hết. Nhiều anh em cảnh sát cũng chuẩn nó sáng sớm chạy nó hộp. Rồi. Chào các bạn, thì đối với những anh em ở tỉnh giống như miền Trung, miền Bắc thì như thế nào? Đa số em sẽ gửi tàu lửa để nó an toàn. Giống như là một cái xe các bạn á chưa làm, chưa sửa chữa, nó cũ, nó chày thì được, các bạn gửi vô bằng giống như là xe đò, xe du lịch, xe tải gì đó thì không sao. Còn khi là như vậy thì đa số em sẽ gửi tàu hỏa về cho anh em, hoặc em gửi Nhật Tính gần Viettel để người ta đóng thùng gỗ, người ta gửi về nó không chạy xước. Và tại sao em nói vậy? Để bàn giao. Rồi mời camera quay thì chậm giùm anh cái đùm. Cái xe này á, các bạn lưu ý giùm em nha, đây không phải là một xe em dọn mới mà đã dọn mới rồi và em chỉnh sửa lại, em sẽ sơn vàng màu bạc. Vàng bạc là gì? Ví dụ như là đùm má đùm sau nè,
quay trên quay xuống, chặt trái chặt phải để khán giả chủ xe kiểm tra không chạy xước. Em sơn vàng bạc, em xi ốc đó, rồi nắp lốc nồi không chạy xước, rồi ốc đầu lòng full máy đồ là bữa là em đã gỡ ra hết, em quay cho các bạn coi rồi, đúng không, là có xi lại đồ đàng hoàng chi tiết rõ ràng cho chủ xe hết. Cái nắp nồi là phải quay kỹ dễ chạy nhân phát, chặt trên chặt dưới cái nắp nồi lại lần nữa cho anh ơi. Nắp nồi là ở nào đâu qua đó, chặt trên chặt dưới góc cạnh đồ xong xuôi hết, bắt đầu bàn giao qua là phục trước đùm trước không chạy. Thì bây giờ là còn lại là phần của chủ xe đó, chủ xe quyết định gửi gì về. À, nếu mà gửi xe hơi, gửi xe đò, gửi xe tải có chạy xước em không chịu trách nhiệm nha, cái này là phải nói rõ trước. Bởi vì những cái xe đó mình nói với bạn đừng có nói xe người thân người quen gì đó, gửi rất là ẩu, đúng chưa. Rồi mũi gì này là cũ chủ xe nè, người ta sơn trước cái màu nho này á là nó chạy rồi nha, nó chạy nó xước khi mà tình trạng mình nhận xe ha. Rồi camera quay đây giùm em nè, quay em luôn nè, chào các bạn. Có những cái á kêu là ý muốn khách hàng nó rất là kỳ. Ví dụ như là anh em rẻ, anh em dọn một xe rim, mình nói với các bạn tại thời điểm hiện tại đang đứng quay clip này là ngày 2 tháng 7 năm 2024, các bạn không thể nào mà dọn xe rim mà kêu mà nhìn được con mắt hoặc là tương đối mà với giá là 30-40 hết, ít nhất là phải 50 mấy thì các bạn mới có được một xe rim nhìn kêu là tương đối tạm được chấp nhận, kêu là đúng phụ tùng thôi và nhìn ưng con mắt thôi. Muốn đẹp hơn nữa, xuất sắc hơn nữa, bắt buộc phải cao hơn là một. Như anh chủ xe này, anh dọn chỗ đầu anh không vừa ý đúng không, anh dọn 3 mấy à, cái đèn 5 mấy. Tới bây giờ lần thứ hai anh nhờ em chỉnh sửa lại nha, em là người chỉnh sửa lại không phải dọn mới lại, cũng 3 mấy nữa mà anh không giải quyết triệt để vấn đề nha. Ví dụ như là những cái này đồ anh không bỏ sơn luôn đó. Rồi cái yên này các bạn coi, tới giờ em chỉnh sửa xong cái yên vẫn vậy. Mình nói với các bạn á, đừng có nói là mát làm rẻ, bởi vì cái tiền đồ sơn nó có giá cố định. Bây giờ như cái vậy á, mình sơn lại vàng màu hoặc là mình sơn lại cái yên này đâu có nhiêu tiền đâu, đúng không các bạn. Nguyên sơn nguyên cái vàng đồ màu nữa cao lắm chừng 2 triệu mấy một cái yên này nữa hết cỡ đó. Thì thật sự là mỗi người á, là có một cái quan điểm khác nhau. Đã sai một lần rồi mà bây giờ còn sai nữa, mình vẫn góp ý cho ảnh chứ mà anh không chịu, thật sự quái thôi. Nhưng mà đó, mà các bạn coi ở đây nè, chủ xe sẽ là người trả tiền. Khi mà chủ xe người ta trả tiền á, các bạn đừng có nói là em bày vẽ này kia, bởi vì em có bày ra người ta không chịu cũng đâu có làm được cái gì, cho nên nhiều người coi không hiểu là vấn đề ở đó, thấy chưa. Đó, như bây giờ nè là bắt đầu long lanh lại rồi, bây giờ quay cạch te nè, giống như đã sai rồi một lần thì người ta sửa sai đi, cậu này sai lần vẫn sai tiếp luôn, thật sự thấy cũng khó hiểu ha. Đó, thì mình làm dịch vụ mà người ta yêu cầu sao là em sẽ làm lại y chang vậy thôi, sơn đồ lại cho ảnh chỉnh chu hết, ốc ác đồ xi lại, ruột vỏ đồ xét trong đây rất là nặng nè, ảnh nó không chịu luôn. Rồi và ở đầu trên sườn đây có chạy sẵn ha, quay những cái chỗ chạy mà ảnh không lấy tiền đó anh sơn yên lại nha, mà anh lấy tiền đó anh thay cặp cùng công tắc. À, anh kêu em thay cặp cùng công tắc mới. Rồi trong khi đó cái đồng hồ của ảnh gãy kim nè, rồi đồng hồ vô nước vô đồ rất là nặng, thì tối nào em cũng chạy về mà các bạn cũng biết mà, ảnh cũng biết anh kêu em xử lý vụ đó mà đâu xử lý được, bắt buộc phải thay mới thôi mà ảnh cũng không làm, mà anh lại bỏ tiền ra thay cặp cùm công tắc, tại cặp cùm công tắc rim thái á nó mắc tiền các bạn đó, mà ảnh thay cặp cùm quái ha. Rồi vậy bây giờ là ở đây là em kết thúc và em sẽ tiến hành là em giao xe về cho ảnh, là khán giả và chủ xe đã có nhìn nhận chung luôn ha, không có chạy xước gì hết. Rồi những phần em làm thôi nha, chứ còn xe ảnh này chạy bấy sẵn rồi nha, xe này anh dọn xong đi cũng 5 mấy mà phải chạy á. Cảm ơn các bạn.